cái giờ này là giờ tan trường anh chị. Điền đang có mặt ở đây là ở ngay trung tâm thị trấn Phước Bủ anh chị ha, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vị trí em Điền đang đứng chính xác ở đây là ngay trên tuyến đường quốc lộ 55 ha. Và đây là trường tiểu học, trường trung học ha. Đó, giờ tan trường anh chị. Rất là đông luôn. Và qua bên này chút xíu là trung học phổ thông bên này anh chị nè. Đó. Và trên tuyến đường này thì mặt tiền trong này nè là cơ quan hành chính nằm trên đường này hết anh chị ha. Ủy ban huyện một cửa hay là ngân hàng, công an, công an huyện, công an thị trấn này kia đó, nói chung là tập trung ở đây hết chị. Hôm nay em Điền có một cái sản phẩm ha, một sản gia chủ gửi bán nằm đằng sau trường học này. Nói chung là nằm khu trung tâm, nói chung là khu dân cư thì dân cư toàn là dân cán bộ ở không ạ chị. Nên là về cái mặt tiền đường này, về cái an ninh này rất là tốt luôn chị, dân trí cao. Thì trước khi review chi tiết Điền giới thiệu sơ cái vị trí em Điền đang đứng ha. Hiện tại Điền đang đứng ở đây là ở trên quốc lộ 55, hướng em Điền quay trước mặt mình đi biển Bình Châu này, đi xuống nước Nam Bình Châu này, cũng như là đi được Bình Thuận luôn vậy ha. Đi chút tới chút xíu gặp ngay bệnh viện huyện Xuyên Mộc này. Và hướng ngược lại đây mình đi được thành phố Bà Rịa, cũng như là đi được thành phố Hồ Chí Minh này. Mình đi thành phố Hồ Chí Minh khoảng cách khoảng là 100 cây số thôi. Di chuyển khoảng 2 tiếng đồng hồ chị ha. Và đi thành phố Bà Rịa khoảng là 20 cây. Rồi bây giờ em Điền xin mời cô chú gì ha, theo chân em Điền. Em Điền sẽ review chi tiết món sản này đó. Mình đi vào hướng này anh chị. Đây là khu phố anh chị ha, nhà khu phố. Nói chung là cái vị trí nằm trung tâm rất là đẹp luôn anh chị ha, toàn là khu biệt thự luôn anh chị, toàn là khu biệt thự thôi. Hai bên đường là trồng hoa trồng cây đồ rất là mát luôn ha, cây xanh. Nhà này, nhà cửa rất là bự luôn ha. Nhà san sát luôn. Phải nói là đường xá dân cư ở đây thì quá tuyệt vời luôn, quá đẹp luôn chị ha. Về cái vấn đề quy hoạch khu vực này thực sự là rất là đẹp luôn chị. Hiện tại em Điền đang có mặt ở đây là ở ngay vị trí bất sản của mình đó anh chị ha. Hồi nãy em Điền đi từ này ngoài đây vào anh chị ha. Hướng này mình đi ra đụng ngay đằng sau đít trường tiểu học ha, trường trung học đó. Và rẽ trái đi ra chút xíu là ra quốc lộ 55 anh chị ha. Ở ngoài đó thì gặp ngay trung tâm hành chính rồi, hồi nãy em Điền có giới thiệu sơ rồi đó. Thì ra chút xíu là sở hữu đầy đủ tiện nghi rồi. Và hướng này mình đi chút xíu thế này, mình đụng ngay ngã tư ha. Ở đó có một cái chợ ha, chợ tự phát thôi. Nói chung là cũng bán tương đối là đầy đủ đồ cho mình đó. Nói chung là mình có thể đi chợ, đi ra chút xíu đây và đụng ngay chợ này ra, và ngay Bách Hóa tổng hợp này, tạp hóa này kia. Nói chung là giống như một cái siêu thị mini vậy đó anh chị. Bên tay phải ha. Đó, nói chung là mình sở hữu đầy đủ cái tiện ích tiện nghi đây. Còn mình muốn đi chợ mà đầy đủ nữa ha, mình đi ra chợ Bà Tô. Đi ra cách vị trí muốn sản mình thì cách chợ Bà Tô khoảng đâu đó là 300-400 mét anh chị, rất là gần luôn anh chị ha. Đó, vị trí này là vị trí trung tâm thôi. Vị trí trung tâm của thị trấn Phước Bủ anh chị ha. Chỗ này thì toàn là dân ở khu vực này, toàn là dân cơ quan cán bộ không anh chị ha. Đâm ra là về cái quy hoạch, về cái đường xá, về cái an ninh đó, rất là tốt luôn gì. Đường này anh chị có thể thấy nè, rất là rộng, dân trí ở đây rất kỳ, dân trí ở đây cực kỳ cao anh chị ha, dân trí rất cao đó. Và có trường vỉa hè mương nước này kia luôn anh chị ha, đường rất là rộng luôn, ô tô né nhau thoải mái nè, xe tải xe khách đi thoải mái luôn anh chị ha đó. Ra gặp ngã tư mình rẽ trái ra chút xíu là mình đụng ngay cái trung tâm mà được gọi là tập kết ăn sáng cà phê đó anh chị ha. Và đụng ngay cái quán, cái tiệm rửa xe của em Điền luôn ha, ngay đó là hồ Bà Tô anh chị. Và đây anh chị, bất động sản mình đây ha. Trước khi review chi tiết thì em Điền nói sơ về cái diện tích và em Điền xin được báo giá luôn ha. Bất động sản mình đang có diện tích là ngang là 7 mét mặt tiền đường này anh chị. Rành sẽ từ đây anh chị ha, 7 mét và sâu vào trong là 32. Rành từ đây này, đó, giáp cái nhà này luôn ha. Và đổ qua là 7 mét và sâu 32, đất mình vuông vức anh chị ha. Hai cạnh đều bằng nhau và mặt tiền 7 mét, hậu 7 mét luôn.
Tổng diện tích bất động sản mình là 223 mét vuông và đang có sẵn là 60 thổ cư rồi chị ha. Ranh tới đây, nói chung là ranh móc rõ ràng rồi. Bất động sản mình đang đứng trống thôi. Ở trong có một cái nhà là nhà nhà kiểu xây để mà hợp thức hóa để tách tách thửa lâu này gì ha. Và đang có sẵn là 60 thổ cư rồi. Nói chung là bất động sản mình thì phủ hầm toàn bộ, mình có thể lên thêm thổ cư theo cái nhu cầu sử dụng của mình gì ha. Bất động sản mình đang có hướng là hướng Tây Nam anh chị. Cái hướng này là view mình lên một tấm thôi mình có thể là thấy được cái view bờ hồ Bà Tô mình đó chị. Hồ Bà Tô mình nằm đây à. Đi ra công viên rất là gần luôn. Hồ Bà Tô đó cũng cũng như là công viên luôn chị ha. Thì em đi xin được báo giá luôn chị ha. Giá bất động sản mình gia chủ mình đang cần bán, giá thiện chí bán là 2 tỷ 3. Giá này sẽ có thương lượng một chút ít anh chị ha. Riêng bất động sản này thì về ngân hàng định giá thì ít nhất là cho vay được nha, cho vay được là ít nhất là trên 1 tỷ rưỡi anh chị ha. Đó. Thí dụ mình không có đủ tiền mua thì mình có thể là sử dụng đòn bẩy ngân hàng ha. Mình gia chủ mình sẽ hỗ trợ ký ba bên cho mình luôn rồi anh chị. Ngân hàng gần đây thì có những cái chính sách mới rất là ưu đãi cho cái người vay luôn chị ha. Cho ngân hàng gốc. Thì ngân hàng gốc là sao? Ngân hàng gốc có nghĩa là trong khoảng thời gian 1 đến 2 năm 3 năm gì đó thì mình có thể là trả lãi thôi, không cần phải là trả trả tiền gốc anh chị ha. Nên là cái tiền hàng tháng trả rất là nhẹ luôn anh chị ha. Trong quá trình đó thì mình có thể là mua đầu tư mình bán lại cũng được. Cái vị trí thế này thì khỏi nói rồi. Cô chú mình có thể mua đầu tư này hoặc là an cư lạc nghiệp này. Đó. Và sử dụng an cư lạc nghiệp thì cái diện tích này thì xây một cái nhà máy Thái máy Nhật này kia ha, lên tấm này kia rất là đẹp luôn ha, vị trí view bờ hồ luôn chị ha. Toàn là xung quanh toàn là nhà biệt thự không gì, rất là đẹp luôn. Hai đường đầu này này có cái đường đầu này, này hai bên đường trồng hoa, hai bên nhìn rất là thơ mộng luôn chị ha. Giá bán chỉ có là 2 tỷ 3 thôi, mình có thể là sở hữu được cái vị trí đắc địa này rồi chị ha. Vị trí này thì vừa ở vừa kinh doanh vẫn được luôn chị ha. Rồi cô chú nào mà quan tâm bất động sản thì liên hệ số điện thoại 07886 68834 ha. Thì chị nữa mình sẽ gặp được tiếp thị chủ để thương lượng ha, thương lượng thêm. Điền xin được cảm ơn cô chú nào quan tâm theo dõi và clip. Cô chú nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ em Điền và được đón xem clip mới nhất của em ha. Cảm ơn cô chí và hẹn gặp lại cô chú nhận những video clip lần sau. Xin chào. I